Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối tượng Điền Hòa Sinh 33 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, đối tượng này đã giả danh công an để lừa tình, lừa tiền nạn nhân. Theo hồ sơ công an, Điền Hòa Sinh là đối tượng không có nghề nghiệp nên vào tháng 2 2022, thông qua mạng xã hội, Sinh có quen biết một người phụ nữ tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, trong một thời gian liên lạc, tâm sự trở nên thân thiết, Sinh tự nhận mình là cảnh sát hình sự công an tỉnh Ninh Thuận, hiện nay mở thêm một cửa hàng nhôm sắt để kiếm thêm thu nhập. Để tạo lòng tin cho nạn nhân, Sinh thường video call mặc trang phục cảnh sát cơ động, đồng thời chụp hình quân hàm kết hợp của lực lượng công an, súng, còng số 8. Sau khi có được tình cảm và lòng tin của nạn nhân, Sinh đã nhiều lần mượn tiền rồi chiếm đoạt tiêu xài cá nhân với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.